tạm biệt Paris, đừng lại lên đường. Bây giờ thì mình sẽ phải đi ra sân bay Orly để bay sang Lisbon. Và có một cái vấn đề mới phát sinh ấy, mình nhìn thấy cái ba lô của mình chỗ là này, nó đang dần bị rách rồi, không biết là có chịu được không á. Từ đây đến sân bay Orly thì 17 km, nhưng mà đoạn đường đi nó khá là phức tạp, mình sẽ phải chuyển tàu hai lần, sau đấy là đi bus tới sân bay Orly. Ở Paris thì có 3 cái sân bay chính, đấy là sân bay Charles de Gaulle, sân bay Orly và sân bay Beauvais. Trong đấy thì sân bay Beauvais là sân bay mà cách xa trung tâm Paris nhất, là cách tới tận 85 km. Sau đấy là đến sân bay Charles de Gaulle, cách 25 km. Còn sân bay Orly thì cách Paris là tầm 15 km. Khi mà mình đặt chân tới Pháp thì mình hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle. Nhưng cái chuyến bay mà mình bay đi Lisbon ngày hôm nay ấy, thì nó sẽ xuất phát từ sân bay Orly, là sân bay mà gần nhất với lại trung tâm của Paris. Khi mà mình đặt vé máy bay thì mình thấy là có sự lựa chọn về vé máy bay nó rẻ hơn, là xuất phát từ sân bay Beauvais. Nhưng mà vì sân bay Beauvais này thì nó cách xa quá so với Paris nên mình đã lựa chọn cái vé máy bay nó đắt hơn một chút, đấy là xuất phát từ sân bay Orly. Cái này là một cái điều mà mọi người nên lưu ý một chút này, đấy là khi mà đặt vé máy bay bay từ Paris đi đâu đấy ấy, thì mọi người nhớ để ý xem là cái sân bay mà nó xuất phát đấy là sân bay nào. Đôi khi là cái vé máy bay thì nó rẻ thật, nhưng mà nếu mà nó xuất phát từ một cái sân bay nó xa quá, ví dụ như ở sân bay Beauvais, thì cái việc di chuyển ấy nó sẽ bị mất thời gian hơn này, xong rồi nó cũng phức tạp hơn, và đôi khi là cái chi phí mà nó cộng vào ấy, vì cái quãng đường di chuyển xa như này nó lại quá cái tiền vé máy bay. Nên là khi các bạn đặt vé máy bay thì các bạn nhớ cân nhắc về cái vị trí của sân bay này. Có 3 hình thức chính mà các bạn có thể sử dụng để di chuyển từ trung tâm của Paris ra sân bay Orly. Hình thức thứ nhất đấy là sử dụng Uber hoặc taxi. Với hình thức này thì các bạn xác định là sẽ phải trả chi phí cũng khá là cao, đấy là từ 60 70 euro đổ lên. Nhưng cái ưu điểm của việc sử dụng Uber hay taxi đấy là các bạn chỉ cần nhảy lên xe một cái là người ta có thể chở các bạn đến tận nơi ra sân bay luôn mà không phải bỏ ra quá nhiều nỗ lực. Cái hình thức thứ hai thì chi phí nó thấp hơn, đấy là đi bằng bus, giá chỉ từ 16 euro đổ lên. Cái giá thành này thì nó vẫn có thể thay đổi tùy vào khung thời gian ở trong ngày, nhưng cái chi phí của nó nói chung là sẽ vẫn rẻ hơn rất là nhiều so với việc đi bằng taxi. Mặc dù đi bus khá là rẻ nhưng mà mình vẫn không lựa chọn, bởi vì cái nhược điểm trong sự chính xác về thời gian của nó, bởi mình lo sợ về việc tắc đường và nó có thể ảnh hưởng đến việc là mình bị trễ chuyến bay. Thế nên là mình không lựa chọn cả taxi lẫn bus, mà mình lựa chọn cái hình thức thứ ba, đấy là sự kết hợp giữa metro và bus. Cái tổng chi phí cộng giữa metro và bus thì nó là 15,7 euro, thì đây là cái chi phí thấp nhất so với những cái hình thức còn lại. Cái ưu điểm khác của nó đấy là sự chính xác về thời gian, bởi mình thấy là đi metro thì nó sẽ chuẩn giờ hơn là đi bằng bus hay đi bằng taxi. Đấy là khi các bạn đi metro thì các bạn không lo về bị tắc đường, tức là nó vẫn có một cái sự xê dịch thời gian, đấy là có thể trễ nhưng mà nó sẽ không đáng kể như là đi bus hay là đi taxi. Nhưng mà cái nhược điểm của cái hình thức này đấy là cái sự phức tạp trong việc di chuyển, các bạn sẽ phải đổi tàu nhiều lần này, xong rồi chuyển từ phương tiện này sang phương tiện kia, đấy là chuyển từ metro sang bus, thì nó hơi phức tạp, hơi lằng nhằng một chút. Nhưng mà mình thấy là cái lợi của nó thì nhiều hơn, đấy là lợi về mặt chi phí và lợi về mặt thời gian, thế nên mình lựa chọn cái hình thức này. Ứng dụng mà mình sử dụng để di chuyển tham quan các địa điểm ở Paris cũng như là đi từ trung tâm của Paris ra sân bay Orly đó chính là Google Maps. Mọi người có thể nhìn thấy là thành phố Paris ở trên bản đồ ấy, nó giống như một cái hình xoắn ốc ấy. Để di chuyển ra sân bay Orly thì mọi người nhấn cái địa điểm đến, đấy là Orly Airport, là sân bay Orly. Mỗi một người thì sẽ xuất phát từ cái địa điểm khác nhau, thì ở trong trường hợp này mình sẽ nhấn khách sạn của mình đi, là Generator Paris đi. Cái khách sạn của mình thì nó nằm ở quận 10. Mọi người cùng nhìn ở trên bản đồ thì mình sẽ nói về cái cách di chuyển chính. Ví dụ như đây là khách sạn của mình, thì mình sẽ phải đến một cái ga lớn ở Paris, đó chính là ga Gare du Nord. Thì từ ga này thì mình sẽ bắt tàu để đi tới cái trạm cuối cùng bằng metro, đó chính là trạm Antony. Và từ ga Antony này thì mình sẽ đi bus để tới sân bay Orly nằm ở đây. Thì đấy là cái quãng đường chính mà mình sẽ phải di chuyển. Nhưng mà thực tế đi lại thì nó sẽ phức tạp hơn nha các bạn. Các bạn nhìn sang bên trái này thì nó sẽ có lựa chọn về các cái tuyến đường đi. Thường thì mình sẽ nhìn vào cái yếu tố thời gian cũng như là cái chặng chuyển của nó để mình lựa chọn cái phương án nào. Dĩ nhiên là đoạn đường nào mà có ít thời gian di chuyển nhất thì chúng ta sẽ quan tâm nhất rồi đúng không? Thì thường là mình sẽ hay chọn cái phương án đầu tiên. Nhưng ngoài cái phương án về thời gian ra thì mình còn nhìn về cái việc đấy là liệu là cái chặng đường đi đấy mình có phải chuyển tàu, chuyển xe nhiều lần hay không? Có những cái chặng đường mà nó có thể là mất nhiều thời gian di chuyển hơn, nhưng các bạn lại không phải chuyển nhiều lần tàu xe. Đấy là các bạn chỉ cần lên xe một lần, có thể là cái chuyến xe bus hay là cái metro đấy nó đi dài hơn, nó đi xa hơn, nhưng mà các bạn chỉ cần lên một lần, nên là các bạn đi thẳng đến chỗ đấy thôi, chứ các bạn lại không phải ra để đổi tàu, đổi xe nhiều lần. Nên là phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng mà trong trường hợp này thì mình sẽ chọn cái yếu tố đầu tiên, đấy là cái yếu tố mà nó ít thời gian hơn, cũng như là cái việc mà đổi tàu xe nó ít hơn so với những chặng khác. Đây thì từ khách sạn của mình thì mình sẽ phải đi đến cái ga mà gần nhất, đấy là ga Colonel Fabien. Lên tàu rồi thì mình sẽ đến cái ga tiếp theo, đấy là ga La Chapelle. Để đến được ga này thì sẽ phải đi qua hai cái ga khác. Sau khi mà đến được ga La Chapelle này thì mình sẽ phải đi bộ tầm mấy phút ở bên ngoài ấy, để đến được cái ga là Gare du Nord. Đây chính là ga Gare du Nord.
Ga này thì là một trong những cái ga lớn ở Paris, bởi vì cái chỗ này nó không chỉ là nơi mà tập trung tàu đi lại ở bên trong thành phố Paris, mà nó còn là nơi tàu của những cái nước khác nó đến đây nữa, ví dụ như là Bỉ, Hà Lan, đấy, nó đều dừng ở cái trạm này. Thế nên là cái chỗ này nó rất là đông đúc, nhiều người đi lại và cũng khá là phức tạp. Khi đến đây các bạn cần phải rất là chú ý và để ý nhé, bởi vì chỗ này là chỗ mà tập trung rất là nhiều những cái người mà trộm cướp và móc túi. Cũng nhờ đi vào buổi tối thì sẽ có rất là nhiều người vô gia cư ấy, người ta sẽ ở xung quanh cái khu vực này, nên là phải rất là cẩn thận. Sau khi mà đến được ga Gare du Nord rồi thì mình sẽ phải bắt thêm một lần tàu nữa để tới ga cuối, đấy là ga Antony. Mọi người có thể thấy là đây là một cái quãng đường rất là dài đúng không? Để đi được từ ga Gare du Nord tới Antony thì đây là một loạt những cái nhà ga mà nó sẽ đi qua. Antony thì nó sẽ là cái nhà ga cuối cùng mà các bạn sử dụng bằng cái hình thức là đi bằng metro. Giá tiền của vé metro ấy, nó sẽ là 2,1 euro cho một vé. Đấy, cho một chặng đấy nhé. Mình đi từ cái ga Colonel Fabien gần khách sạn này tới ga Gare du Nord là mất là 2,1 euro rồi. Và đi một lần nữa là từ ga Gare du Nord tới Antony mất thêm là 2,1 euro nữa. Tức là tổng nó mất là 4,2 euro. Cái ngày đầu tiên khi mà các bạn đến Paris các bạn mua vé metro ấy, thì mình khuyên là các bạn nên mua cái gói là 10 vé. Thì nó sẽ có giá của vé combo, nó sẽ rẻ hơn so với việc các bạn mua lẻ từng vé một, nó sẽ rẻ hơn được mấy euro đấy. Sau khi mà các bạn đến được cái ga Antony này rồi thì ở cái cửa lối ra ấy, nó sẽ có một cái biển chỉ dẫn để dẫn tới bến xe Olibus. Thì các bạn sẽ đi ra bên ngoài xong rồi đi bộ theo cái biển chỉ dẫn để tới bến xe Olibus. Sau một chặng đường dài với tàu, bây giờ mình cũng đến cái chỗ có Olibus. Thì sẽ phải bắt bus đến sân bay Olibus. Thời tiết thì còn đẹp, ơi là đẹp đấy chứ. Bây giờ mình sẽ chỉ cần đi theo hướng chỉ dẫn để đến cái chỗ Olibus. Đây là khu vực của bến xe Olibus đây. Nó cũng không hoàn toàn là một cái bến xe đâu các bạn. Nó chỉ là một cái đoạn đường ở bên ngoài thôi. Thì xe nó đỗ ở đây. Và đây chính là xe Olibus đây. Khu vực này thì là khu vực mà các bạn sẽ mua vé để lên xe. Ở đây thì không có người bán vé, thế nên mọi người sẽ phải là tự chủ động mua vé từ những cái máy bán vé tự động này. Giá vé của việc đi từ trạm xe bus Olibus ý, để đi tới sân bay Oli, nó là 11,5 euro. Và đây chính là cái chỗ mà mình đã đứng để mua vé đây mọi người. Cái bến xe bus của Olibus thì nó sẽ nằm gần ở cái ga Antony này. Thì cái giá vé mà 11,5 euro ấy, nó sẽ là cho bus di chuyển từ cái khu vực mà Olibus đấy để tới được sân bay Oli. Thì cái tổng chi phí của cái việc di chuyển từ khách sạn của mình ra tới sân bay Oli bằng kết hợp hình thức giữa metro và bus, tổng thiệt hại là 15,7 euro. Khi mà đi xe bus để đi ra sân bay Oli, mọi người sẽ phải chú ý một cái này nữa cũng khá là quan trọng này, đó là cái cửa sân bay sẽ là cửa nào, nó là terminal mấy, bởi vì là nó có hai cái loại xe bus ở đây. Đấy là một xe bus thì sẽ đến terminal 123, cửa 123 đấy, và một cái xe bus khác thì nó sẽ tới là terminal 4. Thì trước khi mà các bạn lên xe bus ý, thì các bạn có thể là hỏi những cái người khách mà đi cái xe bus đấy, hoặc là hỏi cái người lái xe bus là xem đây là xe đến terminal bao nhiêu để lên được chính xác nhé, không là xe lại chở đến nhầm terminal, bởi vì là các cái terminal có thể cách nhau rất là xa. Mình lên bus rồi và phải thú thực là mình nói thực sự luôn ấy, bây giờ mình chỉ muốn là đến nơi và mình được ngủ thôi. Mình đã đến sân bay Oli, các bạn hãy xem sân bay nhá, cũng chẳng có gì ở đây đấy. Bây giờ thì mình sẽ phải tìm cái cửa check in để bay sang Lisbon. Vừa mới làm xong thủ tục check in ở sân bay Oli, bây giờ thì chỉ cần thảnh thơi ngồi đợi cho chuyến bay thôi. Chắc mình sẽ phải đi tìm xem có đồ ăn đồ uống gì không chứ mình đói lắm. Cho mọi người xem giá đồ ăn uống ở trong sân bay Oli nhé. Coca thì 3,5 euro, sandwich 5,9 euro, một số đồ khác đây. Candy up. Trước mắt mình sẽ uống candy up. Không thấy lúc tim vui là mình thích candy up và tim buồn đấy là cái ba lô của mình này, nó đã bị đứt hết cả dây quai rồi. Mình bực mình không thể tưởng tượng được cái mình mua cái ba lô này ở trên Shopee ấy. Mình có rất là nhiều các cái ba lô, mình dùng đồ của Delta Thương cũng nhiều ấy. Tại mình thấy mọi thứ đều chắc chắn nhưng mà nó không được đẹp và thời trang cho lắm. Thế là mình quyết định mua một cái ba lô làm sao là nó đẹp đẹp một tí. Mà mình thấy là review khá là tốt ở trên Shopee. Và cuối cùng thì bực mình không thể tưởng tượng được mà đây mới là ngày, những cái ngày đầu tiên trong hành trình của mình. Còn mấy tháng trời nữa di chuyển. Xong rồi chắc là đến Lisbon mình sẽ phải tìm cái hàng ba lô nào đấy mua xong rồi thay thế cái ba lô này thôi. Chịu luôn. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, đến khá là muộn, mình đang đợi thì cũng thay đổi. Trước thì mình dự tính là sẽ đắt tàu hay là xe bus vào trung tâm sân bay của Boston, của nó không cách xa trung tâm, nó chỉ khoảng 7 km thôi. Nhưng mà bây giờ muộn rồi, cộng với việc đấy là cái ba lô của mình nó bị đứt. Nên là có khả năng cao là mình sẽ phải bắt taxi. Nếu mà đi tàu hoặc là đi bus vào trung tâm thì mất khoảng 1,5 euro gì đấy thôi. Còn là nếu mà mình đi taxi thì chắc phải mất đến tầm là 15 hoặc là 20 euro.
đây mình buộc này, nhìn như giờ hơi xong rồi đi động rác như thế này mà là con bị đau tay nữa chứ. Mình đang phải đợi để bắt taxi ở ngoài sân bay đây. Chưa biết là người ta sẽ tính giá taxi bao nhiêu tiền. Nếu mình trả trên Uber thì 9,5 euro đấy. Nhưng mà cái vấn đề là không hiểu tại sao họ không chấp nhận hình thức thanh toán cả bằng tiền mặt với thẻ của mình trên cái tài khoản đấy. Nên mình không thể đạt được ở trên Uber. Bây giờ lại phải đi ra trước cổng của sân bay để bắt taxi. Mình đã lên được xe taxi rồi nhá. Rồi mình hỏi giá tiền ấy là chú này không nói. Thì chú này chú ấy bảo là sử dụng Middle. Đấy, nhưng mình trả trên Uber thì nó có khoảng 9,5 euro đấy thôi. Mình mới đến nơi rồi, thiệt hại của xe taxi là 9,4 euro. Thế thì còn rẻ hơn cả Uber, kia chính là khách sạn của mình cả. Trông vẻ cũng không đẹp lắm đâu. Mình book vội ngày hôm qua, kia mình ở Paris. Đấy, đường phố Lisbon đấy, đây là ngay đối diện trước khách sạn của mình. Mình đang quay bằng điện thoại, chất lượng cũng hơi thấp. Trời, Lisbon lạnh quá mọi người ạ. Nếu mà mình ở sân bay mình nhắn tin thì nhân viên ở khách sạn vẫn bảo là chờ mình. Nhưng bây giờ mình nhắn tin lại chẳng có ai khi trả lời cả. Xong khách sạn rồi đóng cửa. Xong mình đi ra ngoài sân, mình bước lên trên thì có một cái cửa đang mở ở trên. Anh lúc nãy là anh ấy thỏi lòi cái đầu trên kia xong rồi nhìn thấy mình. À đây, anh đây rồi. Anh chắc là khách ở đây. Oh, I can see this one. Yeah, yeah, yeah. It's someone up there. Bây giờ mình đang làm thủ tục check-in. Khách sạn này không biết tên là gì mà toàn cú là cú. Rất nhiều phòng. Trông vẻ sạch sẽ. Ok, good friends, good food, good time. Đây là ổ điện ở Bồ Đào Nha mọi người nhé. Ổ này thì là ổ hai chấu tròn. Nó giống phần đa các cái nước khác ở châu Âu, trừ Thụy Sĩ ra. Thụy Sĩ thì là cái loại ba chấu tròn. Lúc nào mà đến Thụy Sĩ thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây mình có một cái phích cắm đa năng mà mình mang theo. Nó sẽ có cái chân dùng được cho nhiều nước khác nhau, từ châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn, đủ cả, trừ Thụy Sĩ. Cái phích đa năng này thì nó có nhiều các cái đầu sạc khác nhau. Và các bạn có thể là sạc nhiều thiết bị cùng một lúc. Trên thị trường hiện nay thì có nhiều loại, có loại đắt, có loại rẻ. Loại mà mình đang dùng đây thì nó có giá đắt hơn, là hơn 500k. Ngoài ra thì mình cũng mua thêm cả cái loại rẻ nữa để dự phòng ấy. Giá của cái loại rẻ thì nó có vài chục thôi, nhưng mà mình nghĩ là mọi người nên đầu tư để mua cái loại đắt để dùng cho nó đảm bảo chất lượng và bảo vệ được những cái thiết bị của mọi người ấy. Có những người mà mình biết là mua cái loại rẻ thì nó cũng may rủi, người dùng thì lại bị cháy chập điện ấy, xong rồi phải đi kiếm cái chỗ bán ở châu Âu, mà giá mua ở châu Âu thì nó bị đắt hơn nhiều so với ở Việt Nam. Hey, hey, I've just made a friend. What's your name? I'm Wei. Where are you from? From the Netherlands. Are you happy to see me? Yes. Yeah. What do you want to say to my people? Make videos. What? Make videos. Make videos? And she's single right now. Welcome. Hi.